Gia Lai, mảnh đất với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và biển hồ. Đây cũng là điểm đến của chương trình Nông nghiệp sạch ngày hôm nay để tìm hiểu về một sản vật của vùng đất này được người dân đặt một cái tên rất gần gũi, gà đồng bào. Những đặc điểm của gà đồng bào sẽ được khám phá qua hành trình trải nghiệm của chị Trần Thị Diễm Kiều khi đến với thành phố Pleiku. Gà đồng bào này xuất phát lâu đời chưa anh? Ừ, cái giống gà đồng bào này là xuất phát từ lâu rồi. Cứ thế hệ nọ nó truyền qua thế hệ kia. Nó nhân giống ra, nhà nào cũng có. Nhiều thì vài trăm con, còn ít thì 20-30 con. Gà đồng bào hay mình hay có nhiều giống không anh? Cái gà đồng bào đây thì ngày xưa thì nó là cơ bản là người ta thuần chủng nuôi từ gà rừng. Nhưng bây giờ cuộc sống xã hội phát triển thì nó lai với một số giống gà ở bên ngoài. Nhưng là nó vẫn cứ giữ được bản chất là cái gà không to như gà mình nuôi ở ngoài. Trọng lượng của nó thì nó chỉ tầm trên dưới 2 kg đổ lại chứ nó không có to. Từ lúc nó ấp trứng nó nở lên thì trong vòng khoảng gần 1 năm là mới được thu hoạch. Và cái thịt của nó đặc biệt là rất là dai và ngon, thơm, ngọt. Nhưng em thấy đàn gà có vẻ là hơi nhút nhát nhỉ? Dạ vâng, thì cái đàn gà ở đây là đặc tính của nó là lai gà rừng, chăn thả tự nhiên, ăn lúa, ăn thóc và đến mùa mưa thì nó ăn mối, ăn côn trùng thôi. Nên là nó rất là nhút nhát. Buổi tối là nó ngủ trên những cây rất là cao chứ nó không ngủ thấp. Em thấy gà ở đây nhát như thế này khi mà mình bắt bằng cách nào anh ạ? Đây thì cũng có cái truyền thống là người ta bẫy, gọi gà đến ăn thì con nào sập bẫy thì người ta bắt được. Chứ gà đây rất là nhanh, nó bay như chim nên là đuổi bắt nó sẽ không bao giờ bắt được. Đó, nó rất là nhanh. Đấy, khi bắt cái là nó rất là kêu to. Con gà này nhìn thấy dài nhưng mà chút xíu à. Chân nó cũng khác nữa anh hà. Vâng, cái chân này nó nhỏ hơn và nó chắc hơn. Đấy. Dịp Tết đây này hầu như nhà nào cũng mổ gà ăn, quây quần bên đống lửa, uống rượu cần. À, nghe có vẻ rất là thích thú, hào hứng đây. Cái gà này là mình làm món gì đó chị? Dạ, em đang rửa gà để em làm món gà đồng bào sông khói đây. Mình rửa xong là mình ướp những gia vị gì chị ha? Dạ. Thì em ướp có tiêu rừng là 1. Nghệ đỏ là 2 với cả muối nữa chị. Nghệ đây là mục đích là cho màu đẹp đúng không chị? Dạ. Nghệ màu đẹp với 2 nữa là giúp cho cái da của con gà nó săn chắc lại á. Mình ướp cái con gà này là mình trong thời gian bao lâu chị? 12 hoặc tên 12 tiếng là gia vị lúc đó mới thấm vào gà. Dạ. Sau khi mà mình ướp gia vị thấm rồi là mình cho vào hấp muối. Gà mà hấp muối thì nó không bị mất nước, giữ được cái vị tươi và vị ngọt của gà ấy. Xong rồi mình lại vớt ra để cho nó ráo nước, đưa lên giàn, mình xông khói. Mình hun khói như thế này là khói nó lên trên con gà đúng không? Đúng rồi. Xông như thế này là thời gian 12 tiếng. Trong quá trình mình hun thì mình cho xả để mà khói nó lên á. Xả nó thơm mình. Không? Đúng rồi. Người đồng bào của mình xưa đó, xông khói là để bảo quản cái thực phẩm được lâu hơn. Cái màu của gà lên sẽ đẹp, cái da gà khi mà mình xông khói lên ăn sẽ rất là giòn và thơm. Dạ. Em vừa mới được thưởng thức gà xông khói ở đây rất là ngon. Thì sau một ngày trải nghiệm cùng với anh em ở đây thì em thấy rất là thú vị. Là một người con của phố núi Gia Lai, hy vọng rằng những đặc sản như thế này sẽ đến được với du khách nhiều hơn. Năm mới Kỷ Hợi sắp tới thì em xin chúc bà con ở đây là có một cái Tết hạnh phúc, ấm no, an khang, thịnh vượng. Chúc mừng năm mới. Gà đồng bào, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Gia Lai, phân bố tại thành phố Pleiku với sản lượng khoảng 3.000 đến 5.000 con trên một năm, tiêu thụ trong cả nước.